ra thì việc chuẩn bị cho show diễn này cũng có thể coi là kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay so với cả một chương trình live concert cho một ca sĩ. Tại vì chúng tôi đã phải tập luyện từ tại phòng thu với tất cả các cái thiết bị như là một buổi diễn thực thụ trong vòng 10 ngày liên tục. Là chịu trách nhiệm truyền thông chính của chị Linh. Thì gần như là cái công việc nó nhân đôi vậy đó. Tức là trong khi đang chuẩn bị các hoạt động cho CD thì tụi anh cũng phải nghĩ về những hoạt động tiếp theo cho cái tour diễn lần này. Một cái tour diễn cực kỳ quan trọng và ý nghĩa đối với chị Linh cũng như ban nhạc anh em. Đây là một cái show diễn đánh dấu sự trở lại của chị sau 12 năm. Về mặt ý nghĩa thì nó cực kỳ quan trọng. Thành ra là mọi thứ phải chỉnh chu nhất có thể. Thì để mà làm cho nó tốt về cái mặt mấy anh chị vừa hát vừa kèn mà vừa phải nhảy được thì mình sử dụng những động tác nào rất là đơn giản mà hiệu quả và nó có một cái nhịp điệu trong người. Trong cái cách tạo hình thì ở mỗi một thời điểm thì chúng tôi sẽ phải tìm những cái cách nào đấy để cho nó vừa phù hợp với cả cái tính cách riêng, cái tính chất riêng của ca sĩ cũng giống như là những cái phong cách thời trang. Đây thì là tất cả những cái bộ này đều là của đêm diễn, nhưng mà chúng ta sẽ có 3 bộ chính. Thì cái lúc đầu tiên mà khi mà cô Linh mở màn thì sẽ là lúc này. Đây thì sẽ là cái phần đầu tiên mà cô Linh sẽ hát phần chat. Vâng. Và cái lúc thứ hai trong thu này cũng là một chiếc váy để hát với khách mời thì nó sẽ có phần nhẹ nhàng hơn. Và cái lúc cuối cùng đây là lúc hát những bài hit. Và đây sẽ là cái lúc quan trọng nhất của đêm nay. Nghệ sĩ, đối với ca sĩ thì những cái đêm hát live nó luôn luôn là những cái thứ mà chúng ta không thể so sánh và chúng ta sẽ không thể diễn tả được bằng lời. Bởi vì nó sẽ là những cái món quà về tinh thần, về thưởng thức dành cho mỗi một người biết thưởng thức. Và nếu nói về sự trân trọng, sự sức lao động thì đây sẽ chính là cái sự lao động, cái sự cống hiến cao nhất của một người nghệ sĩ.
Và cũng qua cái sự run rẩy đó, cũng qua cái sự gọi là cái cảm xúc đó, thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu rằng cái sự tập trung cao độ cho của Mỹ Linh vào mỗi một cái công việc cũng giống như cái live show lần này nó căng thẳng đến như thế nào. Ôi trời ơi. Không có cái cảm giác gì hơn đó là cái cảm giác rất là hạnh phúc. Đối với tôi, đêm diễn ngày hôm qua, khi mà ranh giới giữa nhạc công, ca sĩ, tất cả các nghệ sĩ trình diễn cũng như khán giả trở nên không còn nữa, thì đấy là điều mà tất cả ekip của chúng tôi kỳ vọng và mong mỏi nhất. Và cuối cùng thì nó đã đạt được như vậy. Ngày hôm qua chúng tôi không còn ranh giới giữa người trình diễn và người xem, mà thực sự chúng tôi đang sống lại những cái ngày tháng đẹp đẽ nhất. Mà mọi người cứ hay gọi đùa là sống lại thời thanh xuân của tất cả mọi người, cả tôi, cả ban nhạc, cũng như là các nghệ sĩ, cũng như là những người khán giả hôm qua đến. Giống như là mình hát cho bạn bè nghe, rất là hạnh phúc. Cảm xúc sau 12 năm và cái tour 2006 đến bây giờ thì phải nói rằng là nó phải nói thật là 12 năm là quá lâu để cho chúng tôi lại tiếp tục cái tour và lại được bùng nổ như này. Cho nên 12 năm đó là 12 năm tích lũy những cảm xúc mà để cho tour diễn 2018 này chúng tôi lại được dịp để tung ra, được dịp để thỏa sức, trao đổi với nhau qua bằng âm nhạc, qua tiếng đàn, tiếng trống, giọng hát. Cảm xúc của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ càng ngày càng mãnh liệt lên, chứ không thể càng ngày càng kém mãnh liệt lên được. Bởi vì câu chuyện âm nhạc của chúng tôi càng ngày càng kéo dài, thì những cái câu chuyện âm nhạc đó cứ bồi đắp lên, nó như là những cái lớp cảm xúc, nó càng ngày càng dày lên chứ không thể nào mà mỏng đi được. Cái cảm giác lúc đầu trước khi mà lên sân khấu thì thực sự là rất là hồi hộp, bởi vì đây là một sân khấu mà có lẽ là trong suốt cuộc sống Tuấn, suốt cuộc đời của Tuấn thì có lẽ là sẽ không được nhiều lần mà Tuấn sẽ được đứng ở trong một cái sân khấu lớn như thế này và trong một chương trình lớn mà quy mô như thế này. Và cái cảm giác lúc đầu thì hồi hộp, nhưng sau khi biểu diễn xong thì cảm giác rất là sướng, cảm giác rất là sung sướng.
Trước đây thì em đã có tham gia những cái concert rồi, nhưng mà chưa bao giờ được tham gia một cái tour lớn như thế này, nên là em cũng khá là hồi hộp. Thì con tôi lên sân khấu lần nào tôi cũng run, tôi còn run hơn cả tôi lên sân khấu cơ. Bao giờ cũng thế, nó cảm xúc chung, những người mẹ thì đều thế. Và tôi còn, nhưng mà lần này thì tôi có cái run lo, nhưng mà lại pha một chút tự hào. Vì thực ra tôi thấy nó đi ra nó rất là xinh. Có thể là tại vì con mình thì mình cảm thấy nó xinh, nhưng mà nó đẹp. Nó như là một con bướm trắng thực sự bước ra sân khấu. Và khi nó cất giọng lên thì đằng sau một dàn nhạc lớn, rồi dàn dây, rồi dàn kèn, nhưng mà cháu cũng rất là tự tin. Thì tôi cảm thấy rằng là đúng là nó đã hơn tôi rồi. Bởi vì cái thời tôi 16 tuổi thì không được như tự tin như cháu đâu. Để tôi cũng tự ti lắm. Diễn của tôi có tên gọi là Thời Gian, và nó là những con số thôi. 12 năm của một ekip, những tất cả những người 12 năm trước mà đã tham gia hầu hết đã trở lại trong tour diễn này, nó rất là tuyệt vời nhé. Sau đó lại là 22 năm của một ban nhạc và 35 năm của một tình bạn của anh Quân, anh Tuấn, từ những ngày các anh còn học ở nhạc viện, rồi cả những cảm xúc của tôi nữa, rồi có cả mẹ tôi đến để xem. Trong cái buổi diễn hôm qua, gia đình tôi ngồi ở dưới, tôi cảm thấy rằng là những cái con số mình nói ra nghe nó rất là vô tình, thực ra nó không vô tình một chút nào. Nhưng mà tôi nghĩ là những con số đấy nó thực sự là đáng giá, và đấy chính là thời gian. Và nếu như chúng ta luôn luôn giữ được những cái khoảnh khắc đẹp đẽ như thế trong cuộc đời mình, để sau này mình nó như cái như là thứ để mình chiêm nghiệm, mình giàu có ấy, thì tôi nghĩ rằng hôm qua tôi là có lẽ là người giàu có nhất ở trên cuộc đời này.